Ngải cứu là cây ưa ẩm, thường được trồng phân tán trong các vườn gia đình hay các vườn thuốc của các cơ sở y học dân tộc, bởi nó là một loại thảo dược có nhiều công dụng đối với sức khỏe. Ngải cứu khá dễ trồng do không kén đất, có khả năng kháng sâu bệnh tự nhiên, vì vậy tốn ít công đầu tư chăm sóc. Giống cây này cũng cho thu hoạch nhanh, có thể trồng một lần nhưng cho thu hoạch quanh năm với tần suất nửa tháng một lần. Tuy nhiên, do tốc độ phát triển nhanh nên nếu canh tác theo phương thức truyền thống thì ngải cứu không đem lại hiệu quả kinh tế cao. Vì vậy bà con nên canh tác ngải cứu theo phương pháp hữu cơ hướng đến thị trường nước ngoài. Bà con có thể tham khảo một số phương pháp sau để có thể có được hiệu quả kinh tế tốt nhất từ ngải cứu. Vì ngải cứu là một loài cây mọc xại rất nhiều tại các tỉnh như Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang. Vì vậy, cây ngải cứu cũng thích nghi, biến đổi để phù hợp với các kiểu khí hậu nên có rất nhiều loại ngải cứu khác nhau. Tuy nhiên, để trồng ngải cứu với mục đích làm thực phẩm hoặc làm thuốc tại thị trường nước ngoài thì cần chọn giống ngải cứu có những tiêu chuẩn nhất định. Đây là thân này, là thân này, thân này, thân này, thân non. Còn thân mà nó đầy đặn thì nó to, có khi nó bằng ngón tay này. Đấy, và nó rất nhiều lá. Còn cái ngải thông thường ấy mà không biết cách sử dụng cái gì, cái thân này nó chỉ lên có vài lá thôi, nên nó không có chất lượng. Thì cái bên đối tác người ta cũng yêu cầu là phải có chất lượng, nó là tỷ lệ ở trên cái thân ngải này. Thì khi người ta nghiền nó ra người ta làm bột, người ta nghiền ra làm bột hay người ta sấy khô, người ta chuyển sang người cho đối tác khác thì người ta rất là thích. Môi trường đất là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến chất lượng của cây ngải cứu. Để canh tác theo phương pháp hữu cơ, con cần làm đất, làm cỏ thật kỹ bằng phương pháp thủ công hoặc cơ giới hóa, tuyệt đối không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Sau đó, lựa chọn những hôm trời dâm, sắp mưa, tốt nhất là 5 đến 7 ngày trước khi mưa để rải phân hữu cơ khắp ruộng. Điều này giúp cho phần phân hữu cơ được bám vào đất chắc hơn, tạo ra độ màu mỡ, môi trường thuận lợi để ngải cứu phát triển. Đất này nó rất là xốp, rất là tươi xốp này. Xốp mà có khi cả mùa hè vừa rồi, như cái mùa hè rồi ấy, một số nơi thì hạn hán đấy. Một số nơi hạn hán thì mình cũng cần tưới tiêu đâu. Đất nó có ẩm, giờ nó tốt thì nó giữ được nước, thì mình không phải tưới nữa. Giảm thời gian tưới tiêu đi, mà cây nó phát triển rất là đều. Ngải cứu là loài cây ưa ẩm. Tuy nhiên nếu đất quá ẩm, dễ dẫn đến tình trạng xuất hiện nấm mốc, dịch bệnh hại. Vì vậy, bà con chỉ nên cung cấp lượng nước vừa đủ cho cây ngải cứu. Nguồn nước cung cấp cho cây ngải cứu cũng cần lưu ý, phải là nguồn nước sạch, không nhiễm hóa chất để cây phát triển tốt, cũng như hạn chế dư lượng chất cấm trong sản phẩm, giúp tiêu thụ sản phẩm dễ dàng hơn. Tại diện tích gia đình, bà con có thể tưới nước từ 2 đến 3 lần một ngày, tùy vào tình hình thời tiết. Tuy nhiên, ở diện tích lớn, bà con nên xây dựng hệ thống ao chứa nước và hệ thống kênh mương vừa để cây ngải cứu tự hút ẩm, lại tối ưu hóa được chi phí sản xuất. Để biết cây ngải có đang thiếu nước hay không, bà con cần lưu ý kiểm tra đất thường xuyên. Tưới tiêu thì mình để ý kiểm tra xem cái độ ẩm ở trên đất. Khi kiểm tra độ ẩm thấy nó không thích hợp thì mình phải bổ sung nước vào xung các cái mương cái ruộng. Bổ sung nước vào xung các cái mương để nó hút ẩm lên. Khi nó hút ẩm lên đủ độ ẩm thì cây ngải nó phát triển rất là tốt. Để tối ưu hóa lợi nhuận cũng như hạn chế tối đa rủi ro của thị trường, bà con nên phát triển thêm những sản phẩm khác từ cây ngải cứu như bột khô làm các sản phẩm thuốc hay đồ tiêu dùng như chăn, ga, gối, thảm, tinh dầu làm dầu gội, dung dịch xoa bóp hỗ trợ giảm đau. Xu hướng sử dụng những sản phẩm hữu cơ đang ngày càng trở nên phổ biến, nên đầu ra cho các sản phẩm từ ngải cứu khá rộng mở, hứa hẹn sẽ gia tăng thu nhập đáng kể cho bà con nông dân.